Giờ anh im lặng là anh biết bắt đầu chuẩn bị đổ oai hột rồi đó. Vậy hả? Sao em? Giờ anh có một lần im lặng một tuần lễ mà. Bởi vì chẳng có cái văn bản nào trên cái thế giới này của cái quốc gia nào ghi rằng là vợ chồng của bạn là bao nhiêu lần là được, còn bao nhiêu lần là không được. Cho nên tùy vào cái, nó gọi là cái đạo đức tình dục của bạn thôi. Cảm giác của anh mà khi gặp một người phụ nữ nói nhiều thế nào anh Đạt? Chắc là hợp với anh hả? Rồi, ngày nào cũng gặp. Phụ nữ nói nhiều hơn anh Hoàng? Bây giờ thế này này, đầu tiên ấy, xã hội ấy, người ta hay nói là phụ nữ là nói nhiều đúng không? Dạ. Người ta hay có những câu như là đàn bà lắm điều, hay là nếu mà đàn ông nào mà hay nói, người ta cũng bảo là thằng này như đàn bà đúng không? Dạ đúng. Đúng. Có nghĩa rằng là tự nhiên người ta mặc định là phụ nữ nói nhiều và nhiều chuyện. Kể ra thì điều ấy nếu mà xét trên thực tế thì có vẻ cũng đúng đúng không? Nhưng ở đây mình không nói cái chuyện nói, mình nói cái chuyện im á. Ở đây mình không bàn cái người mà xưa nay họ vẫn im lặng, mà họ im lặng tiếp thì không nói, mà mình phải bàn những cái người mà xưa nay nói nhiều xong tự nhiên im lặng cơ, đúng không? Dạ đúng. Tôi nhớ có ông có đọc rằng là ra đường sợ nhất công nông, mà về nhà sợ nhất vợ không nói gì á, đúng không? À, bởi vì vợ không nói gì là thường có chuyện hơn là nói rất là nhiều. Dạ. Thế thì thường phụ nữ họ đang nói nhiều, họ chuyển sang không nói á, thì thường là hay có những cái lý do sau đây này. Một là họ cảm thấy rằng là không thèm nói nữa, nói cũng không ăn thua gì nữa. Hai là họ khinh, họ nghĩ rằng là không đáng để nói nữa. Và ba là họ tuyệt vọng, họ có nghĩ là nói cũng chẳng đi đến đâu. Nghĩa là nếu mà chúng ta cãi nhau với vợ hay là với một cô gái là bồ ấy, thì mà cô nói cái câu là em không còn gì để nói với anh nữa đó, thì rất là sợ, đúng không? Trên phụ nữ mà thường họ đã không nói á, thường là hay ở bước đường cùng. Họ đã quyết định một cái gì đấy và họ sẽ thay đổi. Từ phút đấy trở đi họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Dạ, thì đó. Thì nói chung là đàn ông ngại với phụ nữ là nói nhiều mà càm ràm. Càm ràm như ở nhà em mà vợ em mà lúc nào cũng trời ơi, quần áo ông ăn mặc lê thê lết hết, tóc tai thế này thế kia. Rồi mới mốt ra đường người ta nói vợ ông không chăm sóc cho ông. Rồi ông thế này càm ràm. Ngày nào ông càm ràm nó cho em bớt càm ràm được không? Lần nào cũng vậy, nhưng mà tự nhiên có một buổi nọ tóc đèn áo lôi thôi lết hết mà không thèm đếm xỉa, thì lúc đó thì tự nhiên hơi lo lắng thì chết rồi, không lẽ cổ không lo lắng cho mình nữa hay sao ta, này kia. Nhưng mà thật ra thì em cũng may mắn, thật ra bữa đó ba không cầm ràm đâu, bị nói nhiều á, làm cái xô nói nhiều á, bị khan cổ. Bởi vì khi mà người phụ nữ họ không cầm ràm, có như là họ bỏ mình trong một góc, họ không thèm đếm xỉa tới mình nữa, thì cũng như là nó lại ra một cái chiều hướng khác lên Hoàng á. Nó là thế này hai bạn này, nghĩa là phụ nữ á, họ hay nghĩ rằng là họ chỉ cảm làm ai mà họ cảm thấy là họ yêu thôi đấy. Nghĩa là ví dụ như một người bạn gái thì hầu như không cảm làm ta, bởi vì ta như thế nào đó thì kệ ta, đúng không? Nhưng mà người yêu với lại vợ là hay cảm làm, tự nhiên họ nghĩ rằng họ có trách nhiệm và họ có cái quyền đó. Trời, nãy giờ ngồi đây mà nghe mấy anh nói về phụ nữ thấy bức xúc lắm luôn, muốn được nói, muốn được nhảy vô câu chuyện của các anh để nói, để cho các anh hiểu về phụ nữ như thế nào, tại sao lại phụ nữ có thể càm ràm như vậy. Tuấn là có vợ, Đạt là có vợ đúng không? Rồi xin hỏi Tuấn là theo Tuấn thì vợ Tuấn là càm ràm một ít, càm ràm nhiều hay là càm ràm vừa phải, và Đạt cũng vậy? Vợ em là một người ít càm ràm. Càm ràm em khi nào mà em lười, em không chịu làm việc nhà, em không giúp đỡ, hay là em ngồi chơi game quá thì em mới bị càm ràm thôi. Một ngày Tuấn bị mấy lần? Nhiều khi có ngày không càm ràm, mà có khi có ngày hai ba lần vậy đó. Hên xui hả? Đúng rồi. Ngày hên là bị càm ràm, còn ngày xui là bị càm ràm miết hả? Thế còn Đạt là một ngày mấy lần? Nếu mà đi làm á thì một ngày càm ràm, trời bữa nay ông bẩn gì ra đường vậy? Rồi bẩn này được không? Trời ơi, ăn bận sao chứ để mà ra đường người ta nói là tôi không có lo lắng cho ông cái này nọ. Rồi nếu mà ở nhà thì càm ràm suốt, trời sao sáng giờ không ăn uống gì vậy? Xuống ăn uống gì đi, làm như là phải kiếm chuyện để mà càm ràm. Cái đó càm ràm, nó càm ràm thương mà. Chỉ sợ là im lặng, bảo đảm là có chuyện gì mới im lặng. Là lúc đó là gì ạ, sao bữa nay im vậy? Là tìm cách phải nại cho bằng được, mà nói ra mới được. Thì những cái lần im lặng vậy là thường thường xảy ra những chiến tranh lạnh. Tóm lại là im lặng là có chuyện, có đúng không? Dạ. Nói chung là bé Dạ là một cô bé là liên thuyên, nói liên thuyên. Liên thuyên. Nói liên tục ấy hả? Lần đầu là thấy muốn mệt mệt rồi.
Nhưng mà một số người nói là phụ nữ nói nhiều quá, lời nói sẽ không có giá trị, cứ kêu ca trong lỗ tai mình riết thì mình đâm ra mình chán đúng không? Nhưng cái việc nói nhiều và không nói nhiều tùy theo cái thái độ của cái người đó, chứ không phải quy chụp lên cái việc là à nói nhiều là sẽ khó nghe. Anh có khi nào chán không anh Đạt, nếu mà nói nhiều quá đó? Không, anh đi ghiền rồi. Anh đi liền. Cái gì đó nó bị ghiền rồi. Nên là anh chỉ thích vợ anh phải càm ràm anh mới được. Còn vợ anh im lặng là anh biết bắt đầu chuẩn bị đổ oai hộp rồi đó. Vậy hả? Sao em... Vợ anh có một lần im lặng một tuần lễ mà nhưng về cũng hả? Không càm ràm gì hết, chỉ im lặng thôi. Phải nại cuối cùng biết được lý do là bà nắm được thông tin là anh đi quay. Đi quay một cái cảnh là gọi là khá nhạy cảm với một cô bạn diễn viên nữ là phải hôn môi cô đó. Bây giờ em có một ý kiến như nè, trong cuộc sống vợ chồng nhanh, giống như là người đàn ông rất là đàng hoàng, ừ, nhưng mà đang tuổi sung sức, ừ, nhưng mà vợ mình cứ cự tuyệt có cái không này nọ, đủ, không đáp ứng, cự tuyệt luôn, thì nó mình có quyền chứ. Thật ra thì như thế này này, cái gì mình cũng có quyền. Ví dụ như không phải là bạn cự tuyệt đâu, mà bạn chỉ không đủ thôi. Ví dụ mình cần là một tháng 10 lần, cô một tháng 3 lần. Thì mình cũng đã có quyền rồi, bởi vì chẳng có cái văn bản nào trên cái thế giới này của cái quốc gia nào ghi rằng là vợ chồng của bạn là bao nhiêu lần là được, còn bao nhiêu lần là không được. Cho nên tùy vào cái, nó gọi là cái đạo đức tình dục của bạn thôi. Nếu bạn cho cái tình dục là một cái gì đó là hưởng thụ thì bạn có quyền. Còn nếu bạn cho rằng tình dục nó chỉ là một trong những cái khác thì bạn không có quyền. Đó là tùy quan điểm đúng không? Nó tùy quan điểm, tùy đạo đức. Nhưng mà tôi có thể nói với các bạn như thế này, tuổi thọ của chúng ta bây giờ nhìn chung là rất là cao. Theo những cái thống kê á, tuổi thọ của đàn ông Việt Nam á, trung bình là 73, của phụ nữ á, là trung bình là 75. Còn bây giờ chúng ta nhìn chung quanh á, ông bà cha mẹ chúng ta mà thọ đến 80 á, là nhiều lắm. Là nhiều. Thậm chí là như ba mình á, là đến 96 cơ mà. À, thì có nghĩa rằng gì, tình dục có cao lắm ấy, cứ cho là đến 60 đi, thì chúng ta sẽ còn có khi còn 20 năm hay mười mấy năm mà chúng ta sống với cái người yêu của chúng ta nó không còn tình dục nữa. Nó có nhiều cái thời kỳ của cuộc đời, và có những cái thời kỳ là cái tình dục nó không còn quan trọng. Vấn đề là bạn có đến được cái thời kỳ đó không, bạn có quan trọng cái thời kỳ đó không. Còn rất nhiều lứa trẻ hôm nay thì họ sống theo kiểu là tôi chỉ biết hôm nay thôi, nhưng mà đâu có ai biết trước được ngày mai thì không biết trước được ngày mai. Thì nếu như anh đã từng trải qua rồi thì anh sẽ có cảm nhận là tôi cần cái khoảng thời gian về sau. Ừ, đứa trẻ tụi em là nó hôm nay nào, bây giờ mình không thể gọi một đứa trẻ đến bảo thôi các em ơi ly dị làm gì, đến năm 50 tuổi thì cái chuyện này đâu quan trọng. Mình nói thế người ta cười cho chết. Đúng không? em hiểu cái, bây giờ em hiểu được cái từ thương yêu của anh Lê Hoàng rồi. Đúng, đúng. Tình dục không phải là một cái tiên quyết để giữ hạnh phúc, nhưng đó là một cái phần rất là quan trọng. Yếu tố quan trọng.